Chúng ta cùng đến với trận thi đấu đầu tiên của xê đấu thứ hai. Đây là Hitty của Tom. Vô thường cho Son. AC, Summer, Sang và một cái quân nữa là quân bên kia. Tiểu Bạch Long anh cường fan, như vậy là trận thi đấu này thì nó quân bài bên phía team Thái Bình cũng không hề là xấu một chút nào cả. Có ba, có cho Son, có Sang, không, quên, vâng xin lỗi các bạn, có Ban, có cho Son, có Hit và có Egip. Vừa rồi thì Gunny vừa thốt lên rằng mà một trận này mà cầm click nữa cho anh về. Thế là cuối cùng là chiều trời nó cũng chiều lòng người, anh cầm Egip luôn. Vâng, tôi đã chỉnh mắc tiếng lên rồi nhưng mà nó vẫn chỉ được vậy thôi, các bạn thông cảm một chút. Này thì ngồi quay mic ở quán thế nên là nó cũng hơi bị trục trặc một chút thôi. Vâng, có lẽ thôi để hết trận thì tôi sẽ sửa lại. Bây giờ đang dở trận mà lại rút ra rút vào thì nó lại hơi mệt. Chúng ta sẽ đến với nhà ai đây? Hai ông cầm cung thì đều ra đầu cánh cả và tôm vừa quặng cho dân. Cho Son. Này thôi cứ xem bạn trong cánh đi. Rồi chúng ta đến với bạn. Quả phụ luôn. Vâng, quả phụ 6 cây to ảnh luôn. Có hiêu, 27 hiêu rồi. Vâng, đấy lại một thằng làm và hai thằng phá. Lùa mãi mà xuống dốc, bây giờ nó lại chạy đến dốc. Đóng hết ở đây. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn hệ thống điện thoại bán lẻ di động trên toàn quốc là Cellphone.net và SimThăngLong.vn. Có sim lớn nhất Việt Nam, chuyên cung cấp sim số đẹp, các mạng di động, có sim phong phú và phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Các bạn hãy đến và chọn cho mình một cái sim hợp với phong thủy của mình nhất tại SimThăngLong.vn, cũng như là đến các cửa hàng của hệ thống Cellphone.net để có thể mua cho mình một chiếc điện thoại hợp lý và cũng như là hợp túi tiền nhất với mình. Cũng đừng quên, vâng, chúng ta vẫn đang còn một chương trình dự đoán trúng thưởng dành cho giải AOE 22 Hà Nội mở rộng lần 4 với cú pháp AOE cách X cách Y gửi tới 8788. Các bạn có thể đưa ra những dự đoán của mình để giành được những giải thưởng khá hấp dẫn từ nhà tài trợ cũng như là ban tổ chức của giải AOE 4 bộ AOE 22. Ba mươi gan của game thủ Tiểu Bạch Long và bây giờ thì anh đang ép mắc binh bãi quả này để lên đầu. Có một con voi nữa dưới kia. Có lẽ là tí nữa thì anh mới cầu rồi, anh không cầu sớm đâu. Bài pan ở trong cánh. Với bài pan trong cánh như này, nếu như Tiểu Bạch Long không được nhà thì vâng, nó sẽ là một cái điều mà cực kỳ là có nguy hiểm dành cho các game thủ bên phía team Hà Nội. Khi mà pan mà một bài mà không bị ai động vào thì cái khả năng phát triển của ban khi mà xong đều những cái lạc đà của mình thì chém cực kỳ là vững. 10 phút 20 trận đánh lờ tại nhà của ban gan. Nếu như đây không phải là chém ba mươi gan thì có lẽ là Tiểu Long đã dâng lờ, nhưng đây là ba mươi gan vì tốc độ chạy của lạc đà ban nó là bá đạo nên là việc đánh lờ tại nhà nó cũng bình thường thôi. Đây là vô thường, 25 dân của cho Son.
cũng dâng lờ khá cao. Còn tôm đây vẫn còn đang đi cầu vòi. Anh thanh niên này trận nào nhiều vòi. Đây là Gandhi. Gandhi cũng đánh cung. Anh đang bị quýt chọc. Cam quýt là người cầm cái gì đó sang. Tiểu Long. Như vậy là Tiểu Long đánh cánh của tôm. Còn vô thường sẽ là người của Tiểu Long gặp nhà IC Michael Noel. Đánh vậy trước một cái e. Chúng ta có thể thấy. Nhưng mà đây là dân 3 dân đối đập này đau lắm anh ơi. 19/24. Hãy cẩn thận một bài mà cái thủ cầm chém dâng lờ bên kia sẽ chạy thẳng vào trong cánh và chơi anh. Màu 4 và màu 2 nằm rất sát nhau. Như vậy là Van Lớp và Tuti là người cạnh nhau. Còn cánh kia sẽ là cái thủ Cam Quýt và Hoàng Hoa Nhi. Gandhi 28. Mặc dù bị chọc sớm nhưng bây giờ Gandhi vẫn đang giữ được hàng của mình. Tôm 25, một cái hốc ở cánh trên dừa. Kìa, có biến, con hươu nó vừa nhảy. Cái hàng e này phải nói là quá mong manh. Đến đời xong, còn 500 thực. Không, quên tên của anh xe xong thì đúng hơn. Còn 500 thực và tôm thoải mái xong gần đi. Vô thường là 24. Vâng, sao răng một lờ này. Tôi có hiểu không phải cho con. Vô thường là dân đúng một nhà bây giờ luôn. Có sao của Danny cũng đang bị rất là khoảng. Quay sang Tiểu Bạch Long nào. Vâng, 28/28. Lạc đà Parian. Anh đang quẩy với nhà qua. Mỗi nhà chém tí, chấm tí, mút tí mà chạy. Cái khe ruộng bên này thì vẫn hở anh ơi. Khe ruộng của cái gỗ kia vẫn hở. Đấy rồi. Ôi, người ta đen e cho mình vào kìa. Van Lớp là người cầm cầu 4. Còn dân thì cũng đã có bánh xe rồi. Như vậy đây là Roma hoặc là Pan hoặc là Kata thôi. Anh chị tạm lại của cái thủ Tiểu Bạch Long. Có nguyên phanh ruộng ở nhà như này, hai lần xong đều là chuyện quá bình thường luôn. Chọc xuyên một con dân. Muốn chơi chết cái đạo dân vàng vàng này của cái thủ Van Lớp. Lớp không để ý. Xe rồi. Quyết định cuối cùng. Đó, đem rồi chạy. À, đó là cả ba muốn chạy đi đâu. Có cả vàng cả rồi nhà tắm cửa chạy. Mơ học mà thoát. Vô thường thì sao? Cái gì này anh ơi? Vô thường ơi, sao tham còn 12? Tôm 38. Cơn cung lờ đầu tiên đã đẩy đi. Đây là Ekip 29. Gandhi đang bị chăm sóc rất gắt gao bởi cái thủ cầm sang và cái thủ màu 1. Đó là cái thủ Hoàng Hoa Nhi. Sức vâng, cái sức hút đam của Gandhi đó là mắc đi. Mốt trên 48. Và những con cung giờ của Ekip nó vẫn đang rất trì. Nhưng mà đây là có lạc đạc đẹp cung giờ. Đá căng. Vô thường 14. Tôm là 40. Đang phối hợp với Tiểu Bạch Long chơi vào nhà màu 2. Vâng, nhà màu 2 xây nhà A như này thì cung giờ sinh ra chết hết luôn. Có thể ken được. Đồng như Tuti đã ken ở trong rồi. Nhưng tôm thì bắn cung đi. Lạc đạc bàn nó đi thì đừng có hỏi thì sao luôn. Cần một tên lọt vào thôi. Con lạc đà này của cái thủ Tiểu Bạch Long sẽ quấy đảo thế giới ảo nhà cái thủ Michael Noel ngay. Tuti là một người mà không còn được đánh giá cao về khả năng cung. Bây giờ thì anh đang cho thấy cái khả năng đó. Vâng, những nhận định của tôi là không hề sai.
Chạy đâu hết rồi. Ai được nhiều đấy. Còn gọi cái thủ bán lớp em mở đi. Thì bán lớp bảo là có đang nâng cấp. Đừng hộ em. Nhưng bây giờ thì có cả một cô cầu bại ở đây. Giúp thôi anh ơi. Và mà nhìn đang thủ nhà cho công ty. Đặt đi. 25. Không giờ toàn chứng quyền tất cả rồi. Ok, đang còn khá đông chém với Tiểu Bạch Long ở đâu? Tiểu Bạch Long tham 22, 25. Con chém này ở đâu ra đây? Ờ, hình như anh có cùng rồi. Cái quanh ruộng đã bị bung và bây giờ bắt đầu đang chuyển sang chế độ là hoang hóa trên bản đồ. Xong đều như nhà bây giờ, tụ đặc đá, ui, con voi cơ giò lỗi của Tiểu Bạch Long. Sát nhà luôn. Vô thường cao 20. Tôm 36, anh đang bị đẩy bay cái hốc rồi. Chất lượng công tuyển Hitty đứng trên dốc, đó là sự khác biệt. Nhưng vô thượng cái thủ vào Thảo bao nhiêu người cho con chỉ đây. Ba bảy trưởng thủ tôm và cái hốc của anh thì đang hết rừng dần rồi. Hình như là đang có tơn và đẩy hết quân sang để chơi nhà của cái thủ tướng Long sao. Có thể Long chạy chân được các bạn. Ưu tiên đến. Và một tơn mà giả vờ chạy của Hoàng Anh thôi. Đây là thủ tướng Long 25. Lạc đà của Hoàng Anh. Và cho anh 5 voi. Còn rất nhiều voi cho anh tôi. Quá đông luôn. Năm đi đâu? 39. Chú ý đạo quân đang bị bắt. Hoàng Nhi đang quá trâu quân luôn. Chúng ta có thể thấy giờ của Hoàng Nhi là quá đông. Đây như là giờ AC thì phải là nhanh vận rồi. Tôm là 40. Máy ốc của anh đang xấu dần một thời gian. Và những con y của cái thủ ban lớp đã bị bắn chết hết ở đây rồi. Tiểu Long đã về nhà làm lại chưa? Không, anh thích luôn. AC Babylon sang của Roman. AC của bao nhiêu to như một cái loa. Chúng ta có thể thấy khi mà sang chém tốt cánh bên này, làm cho Gandhi không thể nở được tham, thì việc sóc dân cũng như là đẩy quân của Hoàng Anh Nhi là đơn giản thôi. Và chiến thắng đầu tiên của trận đấu thứ hai lại dành cho Hà Nội. Tỷ số là 0-1.